우리 가족입니다. 우리 아버지는가사입니다 우리, 아버지는 우리 어머니는선생입입니다 Mẹ tôi là giáo viên, 저는 대학생입니다. còn tôi là sinh viên đây là gia đình tôi bố tôi là bác sĩ mẹ tôi là giáo viên còn tôi là sinh viên. Hôm nay là thứ bảy. Hôm nay là thứ cho. Hôm nay là ngày nghỉ của tôi. Phú nè nèo. Ghen tị quá. Tôi không có ngày nghỉ. hôm nay là thứ bảy hôm nay là ngày nghỉ của tôi ghen tị quá tôi không có ngày nghỉ hôm nay trời khá lạnh 지금 가을이죠? bây giờ có phải là mùa thu không? 가을은 이렇게 춥지 않아요. mùa thu không lạnh như thế này. bây giờ là mùa đông rồi hôm nay trời khá lạnh bây giờ có phải là mùa thu không mùa thu không lạnh như thế này bây giờ là mùa đông rồi 너무 귀엽다. quá. thương quá. 네 애완동물이야? Đây có phải là thú cưng của cậu không? 맞아.

dễ thương quá. Đây có phải là thú cưng của cậu không? Đúng rồi, đây là thú cưng của tớ. Tên của nó là Vivi.